các ngài cũng tiên tri rõ ràng lắm rồi. Có nghĩa là 10 phần mà hết 7 còn 3, hết 2 còn có 1 thôi. Thành thử ra trong cái cơ trời đã định rồi. Với hai nữa mình xét thấy á, nếu nói cả cái thế giới này mà cái người hiền không thì không có bao nhiêu, mà cái người hung người dữ lại nhiều, thành thử cái nhân quả là phải chịu định lực thôi. Rồi Đức Thầy cho biết cái chiến tranh bùng nổ này cũng do nơi cái gì? Đức Thầy nói là chiến tranh tàn khốc do nơi loài người tàn bạo gây nên. Thành thử cái người tàn bạo thì mình thấy là cái người này có nghĩa là bất chấp thủ đoạn nào gì hết, cũng như hiện bây giờ mình nói đi, đại khái như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc đó, có nước Trung Quốc đó, phải nói là coi như là độc tài, đi xâm lấn đi chiếm là nước này nước nọ nước kia, thì thử hỏi làm sao. Ví như bây giờ dồn người ta đường cùng quá, tất nhiên rồi cuối cùng người ta cũng phải đánh thôi. Thành thử phải gây chiến tranh, mà bây giờ trước mắt là mình thấy ngoài Trung Đông là chiến tranh bùng nổ rồi. Mà lời tiên tri của Đức Trần Trình là không thể nào di dịch. Ngài nó khẳng định là Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh là cái năm rồng này đó. Long là rồng, Vĩ là đuôi đó, là đầu, xà là gắn đầu, con gắn này bắt đầu chiến tranh nó bùng. Mà Ngài khẳng định là Ngài nói là can chi nha. Giáp thời ngó thấy binh đao là cái năm giáp thành này, ngó thấy binh đao là chiến tranh đó. Dạ. Vì vậy mà chính Đức Thầy cũng khẳng định luôn. Thầy nói mà kêu bá tánh lo sao đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Mà nếu máu đào chỉnh ghê là chiến tranh thôi, chứ mà không có, ngoài ra không, nếu mà không có chiến tranh làm sao có máu đào chỉnh ghê. Vì vậy mà cái đệ tam thế chiến này xin thưa để mà nói là khẳng định là chắc. Thì bây giờ trước mắt mà một là ngoài Trung Đông rồi đó. Hiện coi như mấy năm vừa qua rồi thì nước Nga nó đánh Ukraine, rồi kế đó là Hamas với Israel nó quýnh với nhau, rồi luôn cả là Iran Iraq hiện bây giờ nó đang là khua nó, rồi thêm là cái đất nước mười mấy cái nước NATO nó ủng hộ cho đồng Ukraine nữa, rồi giờ thêm đi băng rồi sở sạn nó đánh nữa. Thì mình thấy rõ ràng ở đây là các ngài tiên tri là không di dịch. Nhưng mà ở ngoài Trung Đông đó, thầy cho biết đó, đệ tam thế chiến này đó là ở ngoài Trung Đông nó bùng nổ trước. Rồi màn hai là tới Biển Đông. Biển Đông là phải sống dậy thôi, không thể nào không sống dậy được. Thì mình thấy bây giờ đất nước Trung Quốc hiện bây giờ nó vẽ cái đường lưới bò, nó chiếm coi như là hết rồi. Hết cả cái đường mà của quốc tế hồi trước, nước nào cũng được tự do đi mà bây giờ nó giành này. Bây giờ mà nếu nước nào muốn đi ngang qua đó thì phải hỏi chứ, hoặc là đóng thế. Thì thử hỏi hồi trước là cái của là coi như là của quốc tế nước nào cũng được đi tự do, rồi bây giờ nó chiếm nó giành, cái thứ hai nữa là nước của người ta nó lại nó giành, cũng như là Bắc Triều Tiên, đất nước Bắc Triều Tiên có cái núi núi vàng đó, núi rồng vàng đó, mà Trung Quốc nó lại nó cũng chiếm nó giành, rồi lọt qua tới Ấn Độ luôn. Rồi giờ đất nước Việt Nam mình thấy giờ mấy cái đảo đó, nó cũng lấy nó giành nó chiếm. Vì vậy mà cái từ cái chỗ đó nước Nhật cũng vậy, cái đảo gì của Nhật á, Trung Quốc nó cũng chiếm, nó cũng muốn giành là nó của nó. Vì vậy mà hôm nay phải nói là cái chiến tranh phải bùng nổ thì cái màn hai này là Biển Đông, chừng nào mà dòm cả các hạm đội mà ở trên mặt biển mà không còn, nó chìm hết đó, rồi lúc đó là tới màn ba là vô cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm. Mà cái dùng Thất Sơn Màu Nhiệm này, thầy cho biết là qua liền năm nước chặt đường, qua lợi dân giáo máu tràn thành sông. Nó tới đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ. Đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi mới đổi cờ Nam Bang. Trời xây Âu Á bốn phan, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Chuyển lưng bỏ bực biên thì, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Vì lập cái đời thượng quân thánh đức là cái cơ tận diệt. Vì vậy mà nạn tai dồn, Đức Thầy cho biết là nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Thành thử là chắc chắn là chiến đệ tam thế chiến phải bùng thôi mới kết thúc chiến tranh. Là đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, rồi giờ tới đệ tam thế chiến là mới kết thúc. Chừng nào vô cái đất nước Việt Nam mà tới cái vùng bảy núi đó, là thập bát quốc nó, thầy nói là cũ cũ yên nhiên trình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục anh hố hồ phan. Cũ cũ là chín chín bự tám nước, tình riêng tham báo là tham là con tới chừng đó cái dùng bảy núi này nổ đền ra là một đền vàng. Và lớp nào thầy cho biết là lưu ly sa pha lê sa cừ hổ phách mấy tòa đại cung
Vì cháu đó mẹ vô nó giành mà thầy đã khẳng định rồi, còn một cuộc chiếu anh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Sự là chiếu anh chỉ chiếu là sáng, về cái lý là chiếu là sáng, minh là tổ, khắp hoàn cầu là 18 nước ó ghé một nơi là một chỗ, rồi tới chừng đó 18 nước tranh bá đồ vương đó. Vì vậy mà hôm nay là coi như đệ tam thế chiến này không thể nào nó không bùng nổ lên được. Ở đây để mà xin chia sẻ bắt đầu cái năm Giáp Thìn này, xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, thầy đã khẳng định mà lãnh sứ mệnh trời, thầy đã bài khai để thức tỉnh chúng sanh, thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát cả cái thế giới này luôn, rồi cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Hồi đó giờ ví dụ mình ở là đông đầy đặc nghẹt, mà sau này tới ngày giờ rồi chết coi như là thưa thớt mà quạnh hiu. Và bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu là hồi đó giờ nuôi dưỡng cưng mình, nhưng mà dạy hoài kêu mình tu mình hiền, kêu mình làm hiền, kêu mình tu mà mình không nghe thì tới giờ phải xử thôi. Nay tận diệt lập đời trở lại, chứ tận là tiêu, chứ diệt là dứt, không còn đầu thai. Vì cái đời này nó không còn, thành thử không có là đầu thai được. Mà Đức Thầy cho biết á, linh hồn chìm đắm chỗ Nê Hà, chỗ này chìm mà đắm luôn á. Nê là đất Hà, là nước nằm dưới cái lòng đáy biển đó, đó là 7 ức niên. Thành thử xét ra nó thâm thẳm chiều trôi lắm cô bác huynh đệ ơi. Thôi thay vì mình gán thức tỉnh ăn năn hoài đầu hướng thiện một chút đây thôi, là được sau này được Phật Thầy cứu mình để qua đời thánh đức để nói đời. Đức Thầy đã khẳng định là lãnh chứ mệnh trời, đâu có nói sai lời được. Đức Thầy nó cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt, mình làm hiền là được cứu à. Chứ để chút nữa đây mà mình không làm hiền, không thức tỉnh, không ăn năn một cái cơ tận diệt này đó, là Đức Chặn Trình Ngài đã tiên tri 10 phần hết 7 rồi, còn 2 mà còn 3 mà hết 2 còn có 1 cái nữa, thành thử hết đi. Mà thầy cũng khẳng định 100 mới được, ối thôi 10 người 100 người mà thầy nói than cái ối thôi, thầy than cái rồi còn có 10 người, thì cũng như hết 9 mẹ nữa. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác, cái thời mạt pháp cùng cuối cái đời này nó không còn đâu. Thấy vậy coi như là hiện bây giờ là cái nạn tai dồn dập là mình thấy rồi đó, có nghĩa là coi như là hết này tới kia đó. Cái năm Giáp Thìn là cái năm bắt đầu là khởi sự luôn đó, là lời tiên tri của Đức Trạng Trình là 4 năm này đó là năm gồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay thi, nó cả cái thế giới hoàn cầu này luôn, nó chứ không nói riêng về cái đất nước nào hết. Vì vậy mà hôm nay thì mình thấy rồi, giờ các nước bây giờ nó đang là gây hấn với nhau đó, nó đang có nghĩa là chia phe với nhau để mà nó đi đến cái chỗ mà chiến tranh tàn khốc đó. Mà chiến tranh chiến này là nguyên tử hạt nhân là nó bùng lên đó, dữ dội đó. Nội cái nước này mà không nước kia mà cái nước khác ảnh hưởng thôi là nó cũng quýnh nữa, không thể nào nó không đánh được. Thì trước mắt bây giờ mình thấy là ở ngoài Trung Đông đánh không biết bao nhiêu nước rồi. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác, cô huynh đệ đó, gán mình gán tu trong cái chu kỳ này đi, gán làm hiền thôi mình được cứu rồi. Cái thứ nhất mình dự được cái hội Long Hoa nè, cái thứ nhì là mình được qua đời thánh đức thượng quân để nói đời, sống 15 ngàn năm, để chút nữa đây mình không ăn năn không thức tỉnh thì con người mình thấy cái linh hồn mới bị chìm mà đắm nằm 7 ức niên như vậy, nó thâm thẳm chiều trôi lắm. Bây giờ xin thưa để mà nói đăng lên cái clip này, chư hoàng cũng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, ráng làm hiền, ráng niệm Phật. Bây giờ không tu cũng phải tu, không hiền cũng phải làm hiền, làm hiền đặng chút đây mình còn bằng không rồi. Cái cơ tận diệt này đã tới giờ rồi mà thầy đã khẳng định luôn đó. Đức Thầy nói ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên đức ngọc đế xử phân cho chúng. Lớp nào nổi cái bão tố thì nó vô cái vừa qua rồi mới cái chát đây là Hà Nội đó, phải điêu linh nhiên nữa. Rồi chưa nói tới cái chỗ sụp đất nữa. Nước Nhật vừa qua bước qua cái năm Giáp Thìn đó, nước Nhật nó sụp một cái còn chết cũng không biết bao nhiêu. Vì cái mạng này cái mạng xử rồi. Thầy mà còn không dám xen vô, thầy nói ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên đức ngọc đế, là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là xử phân cho chúng. Thành thử là trong cái chu kỳ này tới cái ngày giờ xử rồi, ngoại trừ ra những cái người biết làm hiền, biết ăn năn, biết tỉnh, biết hoài đầu thì mới còn thôi, bây giờ không có trốn đâu, trốn vào đâu cho khỏi lưới trời. Giặc thì tứ hướng tới chừng đó, Đức Thầy nói đến chừng đó 4 phương có giặc đó, khắp hoàn cầu chiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Thầy biểu mình niệm Phật, kêu mình niệm Phật thì Phật cứu, mấy Phật mới cứu khỏi nơi khói lửa. Khói lửa là chiến tranh. Vì vậy hôm nay nếu nói qua về cái chiến tranh thì hôm nay là khẳng định hiền đệ
mà YouTube Lâm An Giang đó, là chắc ăn là 100% bước qua cái năm tới này là lời tiên tri của Đức Trạng Trình là hồi đó giờ 500 mấy năm nay không di dịch, mà chính Đức Thầy cũng khẳng định luôn. Thầy nói mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng gồng gắn máu đào chính ghê nè, máu đào chính ghê là chiến tranh. Rồi cộng thêm cái lời tiên tri của Đức Trạng Trình là năm gồng gắn ngựa về chúng sanh thế giới ê hề thay thi nè, ê hề thay thi. Mà thầy cho biết là thay nằm bằng non á, cái cơ cái kỳ này đó, non là một cái núi rồi đó. Thời của Đức Phật Thích Ca cũng có một đống xương, qua cái chu kỳ mạt pháp này cũng có một đống xương. Thầy cho biết là thay nằm bằng non, máu chảy thành sông. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác, gắng tu, gắng làm hiền, gắng niệm Phật. Bây giờ mình không tu mình cũng phải tu, không hiền cũng phải làm hiền. Nó còn được tương lai, được sống nối đời, thánh đức thượng quân 5.000 năm, ba chu kỳ 15.000 năm. Một chút nữa đây mình không thức tỉnh rồi, mình cái linh hồn mình bị chìm xuống nằm dưới cái lòng đáy biển mà chờ 7 ức niên thì thấy nó thâm thẳm chiều trôi lắm. Vì vậy hôm nay cũng như mình để mình đàm luận, mình bàn để xuyên qua thôi, chứ nói về chiến tranh là 100% rồi đó. Hiền đệ ơi, Hiền đệ có hỏi gì hỏi thêm không? Dạ, thì con rất là cảm ơn chú Tư. Thì chú Tư ơi, thì như vậy nè, thì ông bà mình xưa nói như vậy nè, là cửu quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp. Thì mình làm việc gì mình cũng nên mà cúng lại gian giái ông bà của mình. Thì như theo cái sự hiểu biết của chú Tư á, thì hôm nay nói về cho mọi người nghe á, thì cửu quyền là những cái từ ngữ đó như thế nào á, thì mong chú gieo duyên cho mọi người ạ. Nói chung là cũng có số huynh đệ hiền đệ hỏi về vấn đề cửu quyền. Dạ. Thì mình chứng minh theo lời của thầy á, thì nó xác thực hơn. Có số cửu quyền nói cửu quyền thiên, cửu quyền hạ. Cái này, cái từ này hình như nghe nó không biết sao để nói. Dạ. Chứ thật sự là cửu quyền là thất tổ cửu quyền là dĩ nhiên rồi đó, từ ngàn xưa tới bây giờ. Nhưng mà trong đó nó có hai cái ý đề. Một là cửu quyền mà có cái căn tu được hiện bây giờ là về núi để chờ cái Long Hoa Hội, để mà giữ cái Long Hoa Hội. Còn cửu quyền mà chưa được về núi mà ví dụ làm những cái gian ác là còn bị đọa đó. Yeah. Vì thầy đã khẳng định là thất tổ cửu quyền nơi chính suối, những mong hậu tấn biết tâm trai. Có nghĩa là nơi chính suối là còn ở dưới địa ngục đó. Mong con cháu ở trên này tu để hồi hướng cái công đức đó đó, rồi ông bà mới được về về núi, mà có nghĩa là mới được tiến hóa lên. Chứ bây giờ thì còn đang nằm ở dưới, cũng như còn đang bị kẹt trong cái cõi địa ngục. Vì vậy mà mong con cháu trên này tu, đây là lời của thầy đã khẳng định rõ ràng. Vì vậy mà hôm nay còn có số cửu quyền mình á, ví dụ đạt được chữ hiền hoặc là chứng được cái phẩm vị, thì hôm nay được về núi để chờ cái Long Hoa Hội để giữ đại thánh đức thượng quân đó. Vì vậy mà hôm nay rõ ràng thì cửu quyền nó xác thực là như vậy đó. Còn ở đây mình tu cầu hằng ngày, thầy chỉ giáo mình đó, có nghĩa là cúi kính dương hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Đây là cái bổn phận của mình, người tín đồ hòa hảo, đây là cái bổn phận để đền trong cái tứ ân. Mà thầy cho biết là sự cúng lại là điều phụ thuộc của các trò, nhưng phải nhớ phận sự mà làm để mình đền lại cái tứ đại trọng ân này. Mà lời tiên tri của Đức, lời của Đức Phật thầy cũng để lại đó, muốn làm tròn nhân đạo trước hết phải giữ dạng tứ ăn, tránh tam nghiệp chừa thập ác. Giữ dạng tứ ăn, bây giờ mình muốn tu tròn cái tứ ăn thì thầy, cái phương pháp thầy đã chỉ mình đó là phải sáng cúng chiều lại, đây là bổn phận tu cầu để đền trong cái tứ đại trọng ăn. Còn mình niệm Phật đó, để mình được giảng sanh về cực lạc. Vì vậy hôm nay bổn phận người tín đồ Phật giáo hòa hảo sáng cúng chiều hay lại đó là bổn phận để mà đền trong cái tứ ân, mà hôm nay thầy dạy là học Phật tu nhân để đền đáp trong cái tứ đại trọng ân. Thành thử là mình tu nhân đạo, hôm nay thầy dạy mình tu nhân đạo, nhưng mà muốn làm tròn nhân đạo thì trước hết phải giữ dạng tứ ân, tránh tam nghiệp chừa thập ác, tròn bốn cái ân mới vô được cái đạo nhân. Thì trong bốn cái ân này là ân tổ tiên cha mẹ nè, và ân tam bảo nè, ân đất nước, ân đồng bào nhân loại. Bệnh này mình thọ đã từ nhiều đời lý kiếp rồi, thì hôm nay phải tu cầu để đền đáp, để trả lại, nó mới vô được cái nhân đạo. Đây là cái phương pháp tu nhân đạo thầy chỉ giáo rõ ràng, chứ không phải mình nói bằng ví dụ như của quyền thượng, của quyền hạ là cái gì. Anh này cái đó là huynh đệ nói, cái chuyện đó tôi không biết, nhưng mà tôi chứng minh theo lời của thầy chỉ giáo thì đây là nó xác thực hơn. Vì vậy thì cũng như mình cho qua đi, để có gì hỏi thêm đi đấy. Dạ, thì con rất là cảm ơn chú Tư. Thì như vậy nè, thì có người người ta nói là tu chưa có đạt, và có người người ta nói là người ta tu đã đạt rồi. Thì cũng mong
chú Tư nói cho mọi người hiểu là tu như thế nào là đạt, mà tu như thế nào là bị giống như là bị trượt rồi đó, thì mong chú Tư giao duyên ạ. Thì bây giờ hiện đại đưa lên một cái ý, có nghĩa là tu đạt rồi, còn tu chưa đạt. Mà nếu mà nói cái câu này thì xin thưa để mà nói từ xưa đến nay, nếu dẫn chứng theo xác thực lời của thầy chỉ giáo đó, Đức thầy đã khẳng định cả ngàn năm á, ngàn năm có nghĩa là ngàn năm trước nữa, nhân tâm sao xiến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Vì vậy mà nó nói tu đạt hôm nay, xin thưa để mà nói cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là cái thời đó Phật còn trụ thế, có nghĩa là đệ tử tu theo Phật bao nhiêu là chứng đắc hết. Cái thời đó là đạt thiệt đó, thật sự là đạt hết chân, mà không có một vị nào chữ ngoại trừ là Đề Bà Đạt Đa thôi, còn nhiều đệ tử của Đức Phật là chứng đắc hết, như A La Hán, A La Hàm hoặc Tinh Văn Duyên Giác Bồ Tát, có nghĩa là chứng quả tùy theo cái phẩm địa hạnh để mà công đức tu là tu tập. Còn cái thời kỳ này thầy nói cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bây giờ nổi cái thầy dạy cái tu nhân đạo thôi mà chưa chắc gì mình làm tròn, nó còn méo này nè, cái nhân đạo mình còn méo. Và bây giờ nó trở về cái không, có nghĩa là không danh không lợi. Nói giờ đây tôi xin xuyên qua về cái vấn đề của ông Năm Đắc Pháp chút nha. Tại đây là một, cũng là một cái ý để gợi ý thôi. Ổng có thứ nhất, ổng là tín đồ hòa hảo, mà thầy dạy học Phật tu nhân, mà ổng dạy coi như là kiến thánh thành Phật. Xin thưa để mà nói đó, thầy đã đủ cái đức độ để dạy cho con người mình đi đến cái chỗ là chứng quả là Bồ Tát, chứ không phải nói thường. Nhưng mà thầy biết chứng sanh trong cái thời kỳ này đó, có nghĩa là người thì tội ác quá nhiều, thành thử mà cái gương hạnh của mình nó chưa có đủ cái đức độ thì tu làm sao đạt được. Gì vậy mà thầy nói tu hoài chẳng thấy ai thành. Rồi bây giờ kinh dạy cái pháp môn kiến tánh thành Phật là thời kỳ có Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, đó là sáu vị tổ, là tổ thứ sáu Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy kiến tánh thành Phật. Nhưng mà bây giờ nói kiến tánh là mà thầy đã khẳng định luôn á, chẳng qua là ông Năm ông ngã mạng, ông cống cao, ông từ cái chỗ đó ông dạy kiến tánh thành Phật, chứ thầy nói thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, không có thấy được cái tánh. Còn ổng nơi tiêm ốc sắc phàm, bây giờ kiến tánh là sao? Thầy nói không có thấy cái tánh. Ông Phật mà thầy là Phật đó, lãnh sứ mạng trời đó, mà thầy nhấn mạnh đó, thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Rồi bây giờ ổng là tín đồ hòa hảo, ông dám nói và ông dạy là kiến tánh thành Phật. Xin thưa để mà nói, để trở lại cái chỗ cái kiến tánh nè, Đức thầy nói người mới sanh tánh thiện trời dành, cái tánh này là không danh không lợi, không tài không sắc, không mê không nhiễm, không không gì hết, là đây là cái kiến tánh nè. Và bây giờ mình đã lớn lên, thầy nói là tập nhiễm lợi danh này, nó dính đủ thứ trong này hết, và làm sao mà thấy được cái tánh? Bởi vì chỗ đó mà thầy nói thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Còn ông Năm ổng hơn thầy, ở đây tôi nói thật chứ tôi không chỉ trích đâu, thành tự ổng mới dạy cái kiến tánh thành Phật, chứ thật sự thầy đủ cái đức để thầy dạy mà chứng đi chứng cái quả Bồ Tát. Nhưng mà thầy biết chúng sanh trong cái thời kỳ này tu hiện bây giờ là như mấy đệ thấy không? Như sư Minh Tệ đó, được bao nhiêu người, mà cả thế giới này là cho là sư Minh Tệ là có một không hai đó, tu như vậy đó là kiến tánh đó. Còn tu như mình mới có trao tâm sửa tánh thôi, sửa mà còn chưa xong, có nhân đạo mà còn chưa tròn. Thầy đã khẳng định nha, đến chừng biển cạn non mòn, tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn, cái bài trong Cò Tào Hảo gì vậy. Mà hôm nay xin thưa để bài nói nha, bây giờ mình ráng tu cái nhân đạo đi, mà tròn cái nhân đạo rồi thấy tiên đạo thánh đạo Phật đạo rồi khỏi lo. Trước mắt là cái nhân đạo, mà cái nhân đạo nó không tròn, nó còn méo, mà kiến tánh cái gì, thấy tánh cái gì, thấy không? Thầy đã khẳng định người mới sanh là cái tánh thiện trời dành, cái tánh đó đó, cái người mới sanh là không danh nè, không lợi, không mê, không nhiễm, không ham, không gì hết, đó là cái tánh đó đó. Và bây giờ mình hôm nay mình lớn lên, thầy nói tập nhiễm lợi danh nó dính đủ thứ rồi, làm sao thấy được cái tánh? Bởi thầy mới nói là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, thầy nó khẳng định là không thấy tánh. Thì mọi người nói là khi mà tu mà đạt được cái huệ và cái quả rồi á, thì cái xác này nếu mình có giữ được xác không, thì mong chú gieo duyên cho mọi người nha. Nói chung là nếu mà đắc rồi á, thì cái xác này phải là tịch diệt thôi, vì cái xác phàm là cái xác giả, nó đâu có còn. Nhưng mà trong cái chu kỳ mình đang tu tập cũng như thời của Đức Phật đó, thì cái hàng đệ tử Phật là Hoằng Dương 49 năm nữa đó, đi quá duyên độ đời để mà thuyết pháp độ chúng sanh là 49 năm. Mà trong khi 49 năm như vậy đó, thì đệ tử của Đức Phật là tu theo Phật, sau khi Phật nhập diệt đó, nhập Niết Bàn rồi đệ tử mới chứng đạo đó.
chứng A La Hán hoặc kinh văn duyên giác Bồ Tát. Mà chứng đạo rồi thì bỏ cái xác này, vì cái xác phàm đâu phải cái xác mà nó còn vĩnh viễn đâu. Thành thử ra hôm nay nếu cái người tu mà chứng đạo rồi đó, là còn cái xác này là chẳng qua là đây là cái sứ mệnh nè, thầy mượn cái xác thôi, thầy là chứ không phải là cái xác phàm đâu. Thầy nói mượn nhầm một xác nhu mì giảng dân 6 tháng vậy thì xem sao, hoặc là chọn một chàng tuổi trẻ trục phàm. Có nghĩa là cả một thế giới này chỉ có một mình cái xác thầy, mà mượn cái xác rồi phải xúc cái xác cho sạch sẽ lúc mà thầy bệnh đó. Có nghĩa là xúc ve đó cho sạch sẽ rồi cái hồn Phật có nhập vô, chứ không phải muốn nhập vô mà nhập đâu. Cũng như thầy nói rõ ràng Phật tại tâm chứ có đâu xa, nhưng mà muốn Phật ông tại tâm mà mình phải làm cái gì mới có ông Phật trong tâm. Thầy nói gán tu đem được Phật vào trong tâm, chứ trực trong tâm mình còn sân còn nộ còn si còn đủ thứ, ông Phật nào dám vô đó. Cái lý là thầy chỉ giáo mình thôi, mình muốn có ông Phật trong tâm phải gán tu, gán làm mềm mới có ông Phật. Gán tu đem được Phật vào trong tâm, đây là lời của thầy chỉ giáo rõ ràng, chứ không phải khi không mà có được đâu. Vì mình còn sân còn si còn đủ thứ, còn danh còn lợi còn có nghĩa còn nhiễm còn mê còn đủ thứ, ông Phật nào nhào vô đó được. Vì vậy hôm nay xin thưa với đệ, nếu cái người chứng đắc rồi là nó là coi như là cái xác khác, cái xác có nghĩa bất sanh bất diệt chứ không phải nói cái xác thường nữa. Đành rằng không được như Phật là cái kim thân, kim là vàng, cái thân bằng vàng, nhưng mà cái xác của cái hàng Bồ Tát là cũng bất sanh bất diệt. Còn cái xác này là cái xác giả tạm, cái xác mượn, mà chính là lời thầy nè, thầy đó, thầy nói nhớ thở xác thầy xưa cũng hoại thân phàm bỏ lại thế gian mà khuyên con nghĩ cạn đừng ưu lự, chứ dễ nào thầy bỏ xe đâu. Cái xác thầy còn hoại đó, thấy không? Còn cái xác của mình mà có hơi hám gì. Thành thử ra hôm nay xin thưa với đệ, nếu cái người chứng quả là phải đổi xác thai hồn, chứ không còn cái xác khác được, không còn cái xác phàm này được. Nhưng mà nó có cái này, có chỗ là thầy nói thân ti còn tục, tâm lìa có mê, cái thân còn cái tục là cái xác phàm, nhưng mà cái tâm nó cũng còn không còn dính chỗ này nữa. Có chỗ thầy nói cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc thiền. Nếu mình cái xác này mà không danh không lợi không mê không nhiễm là bậc thánh nhân, là mới có đạt được vô cái dòng của thánh, chưa phải là chứng quả thánh nha. Đây là còn cái xác phàm. Vì vậy hôm nay mà xin thưa với đệ là nó đây là nó xác thật rồi. Thành nữa cái người chứng đạo là cái xác là bất sanh bất diệt, chứ không phải còn cái xác này là mà để còn thầy là khác à. Vì thầy lãnh cái sứ mạng trời, lãnh cái sắc lệnh thị hiện xuống đây dạy đạo cứu đời, mà cái hồn theo Phật là cái xác của thầy là còn cái xác Đức Quỳnh Phú Sổ là cái xác phàm, nói đâu đó rõ ràng. Mà cái xác phàm này xin thưa bà nói nghe, cả một cái thế giới này có một không hai đó, chứ không phải dễ đâu. Rồi thì vậy cho xin cho qua đi, để cái gì để có hỏi gì hỏi thêm. Dạ thì chú Tư ơi, thì cái thời này á thì cũng là cái thời mà kêu là thời mạt pháp, thì những cái vị mà tiên thánh thần á thì thường hay xuống thế, thì những cái người đó người ta có thể là người ta giả ra, giống như những cái người mà người ta đi ăn xin, rồi những cái người mà người ta làm cho những cái người mà người ta tu á, người ta khảo á, thì nếu mà cái người mà thi cái bài thi mà nếu mà không tốt á, thì người đó sẽ bị rớt. Thì như chú á, hồi trước giờ đó là chú đã nhận được cái bài thi nào chưa, thì mong chú gieo duyên cho mọi người. Dạ vừa qua rồi thì để hỏi về cái vấn đề mà có nghĩa là cái đời mạt pháp này nó là Phật thánh tiên xuống thế. Dạ nhưng mà xuống thế để giả ra thể hiện ra, đây là để nói là rất đúng. Tại vì thầy nói là đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, cái đời cùng là tiên Phật hạ phàm gian, hạ là xuống dưới cái cõi này, hoặc là Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế để tận độ chúng sanh, chứ không phải xuống đây mới nhờ mượn cái xác này mới vô được, không phải vậy. Tại vì các ngài có thần thông, Phật thánh tiên đều có cái thần thông biến hóa, chính là thầy nè, thầy khẳng định là khi già lúc lại trẻ thơ, giả trai giả gái khắp trong thị thiền, biến hóa cái gì không được. Đâu phải mượn cái xác mình ở nhà mà ở trên tự trên xuống dưới này phải nhờ cái xác này mới nói chuyện được sao. Nhưng mà chẳng qua thầy là lãnh cái sứ mạng dạy đạo cứu đời, dựng lên một cái tôn giáo, thành thử phải mượn cái xác phàm để đi dựng lên một cái tôn giáo, là một đấng giáo chủ. Còn cái sự mà Phật thánh tiên cùng nhau xuống thế là thầy hiện là thần thông biến quá, chứ đâu phải đợi gì phải mượn cái xác mình. Vì chỗ đó mà giả đó, thầy nói khi già lúc lại trẻ thơ đó, rồi giả trai rồi giả gái, nó muốn cái gì không được. Phật có 32 tướng mạo, thần thông biến quá là muôn ngàn,
Nhưng mà tùy theo cái sự mà hôm nay ví dụ là Phật Thánh Thiên xuống thế, có nghĩa các ngài dùng được, dẫn được cái thần thông là vì sao? Vì có cái sứ mệnh xuống để dạy đạo cứu đời hoặc là cứu thế trong cái thời kỳ mạt pháp, do nó cái đại nguyện của mình. Vì vậy mà hôm nay các ngài xuống xin thưa với đệ là coi như là có thần thông biến hóa hết rồi, chứ không đợi gì mượn cái xác vàng mình mà ha, hoặc là còn cái chuyện giả ra cái lúc nào bồ từ hàng Bồ Tát Phật Thánh Tiên lúc nào cũng có tâm từ bi bác ái, mình nói cỡ nào cũng không có đụng, không có chạm, không có sân, không có si đâu, nhưng mà cái xác phàm, cái tâm phàm mình, tâm phàm mình nhiều khi ai nói gì hơn chút mình còn sân nộ, hoặc ai nặng nhẹ mình chút mình khó chịu. Còn cái tâm Bồ Tát rồi đâu có, đâu còn nữa, có nghĩa là diệt hết cái tham sân si rồi, nó đâu còn. Thành thử mình ví dụ mình nói nặng cỡ nào cũng nó cũng không đụng chạm, cũng như sư Minh Tuệ đó. Dạ. Và điển hình như sư Minh Tuệ đó, vừa qua đi bộ hành đi khất thực đó, cũng có mọi người nào mà là quýnh sư Minh Tuệ đó, thấy không? Sư Minh Tuệ cũng điềm như bình thường. Rồi thậm chí có người nhiều khi là chửi bới này kia nọ, sư Minh Tuệ cũng đâu có mạng. Tại người ta trở về cái không, ta diệt được rồi. Vì vậy đó, nhưng mà chưa chứng đắc nè, còn phải tu tập cho đúng chu kỳ mới chứng đắc. Mà tôi có dám quả quyết sư Minh Tuệ một ngày gần đây là chứng đắc. Đây là thật sự luôn. Tại vì cái hạnh tu của ngài sư Minh Tuệ là phải nói là quá tối thượng. Đúng vào cái tu tập theo cái hạnh Đầu Đà, mà tu tập theo những cái lời của Phật chỉ giáo nữa, không chinh, giữ giới luật nghiêm minh nữa. Thành thử rõ là sư Minh Tuệ là chứng đắc. Còn từ đó từ về đó về sau đây, nói chung là trong cái dạng mà cư sĩ tại gia, tu sĩ cũng vậy, thì để thấy là có ai quyết làm mà tôi như vậy không, có mà tôi theo tôi không nổi. Dù hành các pháp khác cũng chứng đắc, chứ không phải riêng về 13 hạnh Đầu Đà. Yeah. Nhưng mà chứng đắc phải đúng cái chu kỳ, khi nào mà mình trở về cái không đó, có nghĩa là không còn là nhiễm mê, không còn cái gì hết, lúc đó mới là đi đến cái chỗ chứng đắc, cũng như Đức Phật xưa kia để biết không, ngồi tham thiền nhập định khổ hạnh 6 năm như vậy đó. Mà hôm nay thầy nói là dẫn chứng rõ ràng ngồi khổ hạnh 6 năm bên đấy đó. Thậm chí đó, Đức Phật ngồi mà thiền định đó, có nghĩa là không ăn cơm luôn, không có học cơm luôn, là 6 năm trời đó. Ở trong rừng mà cơm đâu ăn. Sư Minh Tuệ còn ăn được bữa cơm sáng, chứ là thời kỳ điểm mà Đức Phật hành đạo đâu có học cơm nào. Chỉ có ăn được, dù uống được miếng nước thấm giọng vậy thôi. Thậm chí mà đúng 6 năm như vậy ra đứng lên mà còn té xuống liền đó. Có nghĩa là cái xác thân nó tiều tị. Như vậy thì Đức Phật mới quán tưởng là ngài mới than, ngài nói ngồi hành đạo đó, tu hành như vậy mà 6 năm như vậy mà chưa được cái gì hết, thì thử hỏi để xét nghe, thì nghĩ đi, Đức Phật tu tập vậy đó, huốt 13 cái hạnh Đầu Đà luôn á, có nghĩa là tu khổ hạnh mà coi như là nó đi trịch đường luôn đấy, thậm chí cái xác thân tiều tị luôn đấy mà còn chưa thấy được gì hết. Còn bây giờ mình tu lâm cơm là được chứng sao, được đắc sao? Vì vậy hôm nay xin thưa, sau này Đức Phật mới trở lại con đường trung đạo. Đức Phật mới tu theo ngồi cội Bồ Đề là coi như quán tưởng tu tập 49 ngày đêm nữa mới đắc đạo. Thành thử qua quá cái trình mà nói là tu mình để chứng đạo thôi, không tưởng tượng đâu đệ ơi, nhưng mà chứng là như vậy. Dạ. Nó mau là thầy nói con người mình làm sao á qua được cái đời Thánh Đức Thượng Vân á, thì lúc đó thầy nói là tu hành ba đắc quả đó, là có Phật tại thế, có Phật, có Thánh Tiên tại thế, có các vị thần, trong đó có người hiền. Thành thử là tu mau đắc lắm, là như vậy đó. Còn cái thời kỳ này nói về cái đắc đạo hiếm lắm đệ ơi. Về từ chỗ đó thầy mới dạy là cái nhân đạo, thầy dạy nhân đạo cho nó tròn, mà tròn cái nhân đạo rồi thì thấy tiên đạo, thánh đạo, Phật đạo liền sát bên. Chữ trước mắt là con người phải tu nhân đạo. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với đệ đó nghe, nói về cái tu tập thì thôi giờ mình gắng làm hiền thôi, người hiền có kiếm trên đời rồi, để thôi cũng như để đàm luận để xuyên qua thôi, để có hỏi gì hỏi thêm đi đệ. Dạ, thì như trên cái con đường mà tu tập của chú Tư á, thì dạ, từ trước tới nay thì mỗi người á, thí dụ như đi học á, thì cũng phải ra trường và đi làm, thì coi như là chú Tư tu như vậy á, thì cái thứ nhất là chú Tư được cái gì, cái thứ hai á, là chú Tư có cái sự hiểu biết gì đó, thì mong chú Tư gieo duyên cho mọi người á. Thì hôm nay á, dạ, hỏi trên bước đường tu tập của tôi, dạ, thì xét thấy á, thì mình nói từ đầu cho nó tới đuôi, có thời mà chưa biết đạo, chưa có duyên á, chưa có tu á, thì lúc đó mình không có biết sợ tội. Thành thử mình làm cái gì mình cũng làm hết. Có nghĩa ví như mà làm liều đó,
con người không biết đó, nhưng mà sau khi biết đạo rồi đó thì cái thứ nhất đó, nghe lời thầy chỉ giáo mình đã ngộ được là cái thứ nhất là tôi ăn chay trường, cái thứ nhì đó là tôi cúng lại. Chứ còn có lúc mà chưa biết đạo chưa tu thì không có cúng mà chẳng có lại mà không niệm Phật luôn. Thành thử ra thấy cái vô là bắt đầu mình đã có cái duyên với thầy, mình phát tâm phát nguyện quy y theo tu theo thầy rồi đó, là mình có lợi lạc đủ mọi mặt. Ví dụ hồi đó giờ mình chửi thầy, hồi giờ mình niệm Phật, hồi đó giờ mình không cúng lại mà giờ mình cúng lại, hồi đó giờ ví dụ mình còn chưa biết đạo mình ăn đủ thứ, bây giờ mình ăn chay trường, mình thử thấy nó lợi lạc đủ mọi mặt hết rồi đệ ơi. Nhưng mà nếu mà đạt được á, thành thử trong cái chuyện cái kiếp này một kiếp làm nha, đây là lời của thầy khẳng định là đến chừng biển cạn non mòn là cái bài cho ông cò tàu hảo đó. Tứ anh đã trả chẳng còn tội căn, nay ông nhập tự làm tăng, trước sau khi khác nhưng thiện căn vẫn đồng. Cái thiện căn thì nó đồng với căn tánh, nhưng mà cái công đức là nó khác, có cái đó là tùy theo cái phẩm hạnh. Ví dụ người công đức nhiều, người công đức ít, mà trong đó đều được hết. Tới cái giờ Thánh Đức Thượng Quân á, thầy phân ngôi định thứ đó, thầy nói sẵn diện ngôi dành phân thượng hạ, trong đó có cao và thấp, có trung, tùy theo cái công đức tu hành của mình. Nhưng mà sau này đó là thầy chọn là nhất là chọn những cái người hiện bây giờ là đang làm công đức công quả nè. Sau này trong bài sứ mạng thầy nói chọn những đấng tu hành cao công quả đó để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư ban. Vì vậy hôm nay là có người sau này là chọn những cái hạng này là ngồi được cái ghế thượng đó. Còn cái người ngồi ghế trung là cái công đức mình vừa, còn cái người mà công đức mà ít nó cũng ngồi được cái ghế hạ là cái ghế thấp. Nó không mất phần. Rồi từ cái chỗ đó mà thầy nó khẳng định phiên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, ít thầy cũng khen hay nữa. Tại vì hồi đó giờ con không có tu, mà hôm nay con biết tu, con biết ăn năn, con biết cải hối là con hay chứ con đâu có dở. Nhưng mà nó chưa có hoàn toàn trọn vẹn thôi. Thành thử ra nó quý báu lắm. Người tu sau này thầy nói người tu như thể bá tòng vậy đó, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Hiện bây giờ thế gian này chỉ có cây bá cây tòng là quý nhất, mà thầy lấy cái sự diễn qua cái lý thầy cho biết cái người tu nó quý giá là như vậy đó. Thành thử ra người tu sau này nó phước báo lắm là đệ ơi. Phải mình gắng, gắng mình làm hiền thôi rồi cũng được vô được cái dòng. Vì vậy mà hôm nay để xin xuyên qua cái đề này để hỏi gì hỏi thêm đi. Dạ thì mọi người ơi, thì chú Tư thì hiện nay là cũng là một cái cư sĩ tại gia. Thì hiện nay thì chú Tư thì đã trải qua một cái cơn là coi như là cũng nguy kịch, nhưng mà bây giờ thì đã đỡ. Nhưng mà cái hậu quả là cái chân của chú Tư thì như thế này nè mọi người. Thì hiện nay là không có đi đứng được, và cái xương thì nó bị sóc, nó bị chẹo, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì trước thì cũng có nhiều cô bác anh chị đã hỗ trợ cho chú Tư một ít tiền, nhưng mà cái đó là nằm trong cái phần mà chi phí nằm viện thuốc, thì bây giờ là cũng hết rồi. Thì cái nguyện ước của chú Tư thì bây giờ là muốn nhờ những cái kênh, những cái tiếng nói của anh em muốn giúp đỡ cho chú Tư để cái giò lành lặn, để có thể là đi đứng được, để trao dồi trong cái con đường đạo pháp. Thì hiện nay thì chú Tư chỉ đi là chỉ lết thôi, chứ không có đi được hoặc là chống nạn, chứ không có tự đứng lên. Thì mong mọi người gieo duyên cho chú Tư, để cho chú Tư có thể là mổ để đi đứng lại. Thì cái kinh phí thì không có biết là bao nhiêu, thì để mình sẽ hỏi chú Tư. Dạ chú Tư ơi, thì cái kinh phí của chú như thế nào, chú nói cho mọi người nghe. Thì lúc trước mà tôi bị cái giờ này tôi có ra ngoài nằm viện ở ngoài ba ngày ba đêm, mà qua cái lúc đó là đang cái cuộc lễ nhà nước rồi. Thành thử bác sĩ mới nói qua lễ mới mổ, kêu ông chuẩn bị hai mấy ba chục triệu đi. Mà tôi thấy lúc đó nó nào ngay không có tiền, rồi tôi cũng không có ở nhà thương được, tôi mới về nhà. Nhưng mà về thời gian sau này á, cô bác mà ở Mạnh Thường Quân á, nước Mỹ á, cũng có hỗ trợ cho tôi là 10.500.000. Nhưng mà cái số tiền đó, đó thành thử nó cũng chưa có đủ, nó chỉ mới có một phần thôi. Tại nhà thương nó đòi tới hai mấy ba chục triệu, tại tôi không có cái giấy bảo hiểm. Vì vậy mà cái số tiền đó, đó thành thử lớp nào uống thuốc,
Nói chung là thuốc thì 4 ngày là hết 500 ngàn, 4 ngày 500 ngàn mà xuyên suốt nó 2 tháng. À, rồi cộng thêm có cái, nói chung là mình cũng có xài lặt vặt nữa, thành thử thấy có số tiền không đủ rồi này, mổ thành thử không thể nào mổ được, thành thử nó tiêu vặt rồi cũng hết. Vì vậy mà hôm nay nếu muốn mổ, nếu mình có cái mua cái bảo hiểm á, thì chắc thủ có khoảng từ 20 triệu thì có thể là mổ được. Tại vì nó nói 20-30 triệu cho mình có, lúc đó tôi không có bảo hiểm. Vì vậy hôm nay thì thấy hiền mấy hiền đệ là cũng có cái tình thương yêu, à, muốn gọi lên để nếu đủ có duyên mà cô bác huynh đệ mạnh thường quân nước ngoài nếu có cái lòng hảo tâm mà để mà giúp đỡ thì tôi cũng thành thật cảm ơn. Cái sự thật ra đó thì vừa qua rồi tôi cũng trình bày thật là cái kênh của Trứng Dũng này giúp được 10.500.000 nhưng mà nó không có đủ rồi uống thuốc rồi trong 2 tháng như vậy đó là với tiêu giặt rồi nó cũng hết rồi. Vì vậy mà hôm nay tại vì ấy đệ nó cũng thấy cái tình thương, nó muốn gợi ý lên rồi nó muốn giúp đỡ đây, nhiều khi đủ có duyên cô bác mạnh thường quân nước ngoài giúp đỡ. Hôm nay tôi cũng xin trình bày là thật là như vậy. Dạ, thì con cũng rất là cảm ơn chú Tư đã chia sẻ cái clip này. Thì mọi người ơi, thì nếu mọi người mà cảm thấy có thể hỗ trợ được chú Tư á, thì hãy gọi về chương trình. Thì cái này thì mình không có nhận kêu gọi quyên góp tiền, nhưng đây là cũng là cái hồng hảo tâm giúp đỡ lại cho chú Tư, để chú Tư có thể là đi đứng lại. Thì Nam Mô A Di Đà Phật thôi, con cũng chào chú Tư ha. Dạ, dạ trước khi dạ trước khi dứt lời thì tôi cũng mong cầu cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước ráng làm hiền, ráng niệm Phật để mình được sống được nối đời, giữ được cái hội long qua đời thánh đức thượng quân. Giờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.